Celebrate Asia tại Seattle. Từ vùng hướng Nam và phụ cận thành phố Seattle, các em học viên Liên Tâm Academy đã hãnh diện được tập luyện từ vài tháng trước để có cơ hội cống hiến tại Hí viện Benaroya, lớn nhất và tân kỳ nhất tại tiểu bang Washington đêm 22 tháng Giêng vừa qua. Josie Minigisi, chủ tịch ban tổ chức Celebrate Asia năm thứ nhì, đã nói ông rất vui mừng vì có trên 2.500 khán thính giả, quan khách tham dự, đặc biệt là lần đầu tiên có đông đảo cộng đồng người Việt đến Benaroya. Thượng nghị sĩ White Pell, chủ tịch đảng Dân chủ tiểu bang Washington, cũng nói rằng ông rất vui vì được là bạn của cộng đồng người Việt từ trên 20 năm qua trong tiểu bang Washington. Đây là một cộng đồng có nhiều đóng góp, truyền thống, văn hóa. Năm nay, tại đây có 4 sự kiện đặc biệt đầu tiên đã xảy ra. Trước hết là có các nghệ sĩ trẻ gốc Việt đóng góp. Thứ hai, có nhiều người Việt lần đầu tiên tới thưởng thức tại Benaroya. Sự kiện thứ ba đó là có sự bảo trợ của một doanh gia là chủ nhân Avidian Technology do người Việt là chủ. Và sự kiện thứ tư là có Hoa hậu Việt Nam và nhiều bạn trẻ tham dự. Có 4 bạn trẻ đã vui mừng phát biểu với khán thính giả truyền hình SBTN sau đây. Mỹ Liên rất là vui và rất là hạnh diện được tham dự Celebrate Asia năm nay. And it is such an honor to be here to celebrate with her and everyone else, to kind of celebrate our culture. Hôm nay cũng mà thấy rất là vui và nhộn, rất là đông người gồm tất cả các sắc tộc trên thế giới. Cũng mà cảm thấy rất là hạnh diện mà mình có mặt ngày hôm nay tại cái hội trường của Seattle Symphony. Hôm nay là lần đầu tiên đến dự cái buổi văn nghệ ở đây. Thấy rất là đông, vui. Mình thấy hạnh diện vì có rất nhiều người Việt Nam đến tham dự. Nhóm người Việt Nam, tuổi trẻ của mình, chơi nhạc rất là hay, rất là dễ thương. Phạm Hoài Hương, chủ biên SBTN và người Việt Tây Bắc cùng với Huy Vũ Thu Hình từ Seattle, Washington.